Có ai gì đây? Hả? Cái gì? Chó rừng á? Đúng. Đây này. Con này tính cho sói. Ui, sói nhỉ? Con này bị quái bị dính bệnh treo chân rồi. Bị dính bẫy rồi. Con này dính khá lâu rồi này. Trông có vẻ yếu rồi đấy. Yếu. Không biết là bẫy lời bẫy của anh. Đứng sao nó cắn em ạ? Nó cắn đấy. Ui giời. Con này giống con chó nhưng mà mặt này đã phải chó. Ui, con gì đấy? Đẹp nhỉ. Ui, trắng tinh. Nhìn nó đẹp thân. Cái này con gì nhỉ? Nhìn kỹ không phải chó. Đi uống nước rồi. Giờ này em chưa nhìn nước rồi. Thì hiện loại này chắc là phú xe uống nước hay là ăn mồi là bị dính đấy rồi. Nó vẫn xua. Xa con này nó. Thế là con này con gì? Lăng. Đúng rồi. Đẹp thật. Trắng muốt. Nó vẫn xua. Con này con gì đấy? Có. Có thằng nào có điện thoại thì chụp ảnh xong rồi là chụp ảnh xong chừng quét xem nó ra còn là loài gì. Mấy là con cáo. Cáo á? Giống đại nhớ là mấy xem mấy cái chương trình thế giới với động vật ngoài này con cáo. Mà nước ngoài chứ Việt Nam mình nếu có thì nó cùng loài cũng đang sống ở điều kiện bên nước mình thì sao? Thì thử lôi nó ra, em tháo mẹ dây ra lôi ra xem. Tháo dây đi. Ở giữa rừng này thì làm gì có loài này. Hay là mình nhà đầu như của bắt chăn đấy. Loài này thì nó to này thì cái loài này mình đi rừng lâu năm cũng không phải là loài tròn rồi. Ừ. Cũng không nhìn kỹ thì không phải loài chó đâu. Hay là cầy chó. Cầy ừ. Cầy chó nhỉ. Có phải cầy không? Ủa mắt nó xanh lè. Mắt xanh lè. Xanh lè. Mình có thấy con nào nó màu trắng tinh này đâu. Ừ cầy chó thì nó cũng còn màu trắng. Ừ con này trắng tinh á. Ừ mắt của nó này. Kéo ra nó lớp ấy. Tốt thì nguy hiểm. Tháo thử nhá. Cứ tháo ra xem. Anh thấy anh đứng sao đây? Đứng sao? Ngọc đứng sao? Con này là con gì nhỉ? Cái này. Con nào đánh bẫy cạm ở đây nhỉ? Đánh bẫy cạm đây rồi. Mấy bố này rất tỉnh nhá. À, nó hay xuống uống nước. Ừ, mùa này nước nó chưa mưa, nước khe đang cạn này. Sao vậy? Con này kiểu dính lâu rồi, đau chân rồi này. Chân lìa lìa rồi. Làm nào để tóm được đầu nó nhỉ? Cái này cam mê thể sư phụ thử tóm đầu nó xem. Sư phụ cẩn thận đấy nhá. Con này nó không phải là những con đường tình chủng như đây là một hồng dã nguy hiểm. Cắn là dãi. Cẩn thận sư phụ. Về đề phòng. Con này nó tở ác. Không đấy. Con này yếu rồi sư phụ. Con này yếu rồi. Nó cứ lấy cái thuống cái đè nó chắc kìa. Sư phụ cầm cái xuống. Đi đè. Đi lấy thuống đè. Con yếu gì vậy? Con này yếu rồi không thấy chống cự mấy đâu. Con này sắp chết mẹ rồi. Yếu lắm rồi. Thôi mang nó về đi, mình mang về mình xem chăm sóc đi. Chứ là con gì cơ? Thì cứ mang về thôi, bây giờ thì chưa biết được con gì cả. Ui. Con này nó đẹp nhỉ. Ủa con này đẹp thế. Ui đẹp luôn à. Ủa con này mặt như con chó vậy. Chân luôn mấu này. Ui to phết đấy. Ui con này 6-7 cân em ạ. To nhỉ. Ui nó chạy đấy. Ui khỏe lắm.
Đã lắm, đã lắm. Ngoài này nó đớp hoa thịt đớp đấy. Loại này loại, loại loại gì nhỉ? Mắt nó dám tịt này. Nhìn mặt thì như con gấu ấy. Lưỡi né ra. Ô, con này sắp chết rồi. Tiêu lắm rồi. Ô, răng nó bị gãy kìa. Dạ. Nó gãy răng này. Có phải không nhỉ? Đúng rồi, như gãy. Ô, một bên, bên 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 tù tù này, bên kia. Rồi nó cắn vào dây này. Nó mẻ một bên răng này. Mẻ bên răng nó cắn dây nó chạy. Ui, cái móng nó dài lắm em ạ. Móng dài lắm. Móng vuốt của nó. Ui, nó cào đen hết chân. Nó cắn ấy. Ui, nhưng mà con này yếu lắm rồi, thè dài hết lưỡi là không thụt được vào ấy kìa. Đuôi nó màu xanh xanh luôn. Ô, sao đuôi nó lại màu xanh nhỉ? Nó chỉ một đốm màu xanh thôi. Có một đốm này. Đuôi nó bông đẹp nhỉ? Này. Ừ. Như bông lau. Ui, con này đẹp thật. Ui, bộ móng của nó này. Ui, cẩn thận nó cắn ấy. Em nhìn như loại này giống cái loại như của anh Thế, một loại cáo ấy. Cáo ở nước mình thì cáo mình thì ít khi có cái loài cáo màu nó độc đáo như vậy. Nó trắng như này lắm. Ui, con này màu trắng đẹp nhỉ? Đây nó trắng tuyền này. Hay là nó sang từ Trung Quốc sang ấy chứ. Ui, con này bị yếu quá rồi. Yếu còn sức mà cắn nữa rồi. Thôi mình cứ mang về nhà đã nhỉ. Mệt có nhìn nó. Hay là mình đem về nhà là mình đi đem về nhà đi. Cứ mang về nhà đã nhỉ. Đéo biết bọn nào đặt bẫy ở đây nhỉ. Thôi đi nhanh nhanh chứ. Cái rừng này mình cũng hay đánh ở đây mà. Bỏ cái tháo dây ra cho nó. Tháo cái bẫy. Kéo nó tuột đây nó chạy đấy. Bỏ đút rồi sư phụ. Đút vào trong cái làn này sạch. Này, vừa nó uống nước xong là nó đỡ rồi này. Anh rửa cho cái đuôi đi. Trông cái đuôi nó bẩn lắm sư phụ. Sư phụ xem như nào rửa cho nó. Nó cắn nhá. Nó cắn rửa ai? Bây giờ bắt hay là thả nó? Bây giờ thôi, khi mang về nhà xem nó là loại gì. Loại này hiếm thật nhỉ. Ừ, mình chưa biết nó là con gì, khi mang về nhà xem là nó là con gì. Giờ mà sư phụ thả chắc thì nó sống. Đúng rồi, thả không chắc không sống đâu. Cứ đừng mang về nhà xem. Nhưng mình chỉ tiếc là thấy nó đẹp nhỉ. Ừ, con này đẹp đấy, ấy, nó cắn đấy. Nó mà cắn thì chết rõ. Con này cắn vào dại đấy, nguy hiểm lắm. Con này con gì nhỉ? Con này con gì nhìn nó lạ. Cún. Nhìn nó đẹp nhỉ. Em nhìn giống cáo lắm. Đẹp thế nhỉ. Nhìn cái móng này chắc cái móng. Con này là con gì nhỉ? Con này nói chung là cũng chưa bao giờ nhìn thấy ở đây, không biết nó là cái con gì. Thả xem nó có tự đi được không nhá. Nó chạy đấy. Thử bỏ ra tí xem nó tự đi được không. Ui, yếu lắm. Nó đéo thèm đi rồi em ạ. Nó đéo thèm đi rồi. Con định cắn đấy. Thôi, sư phụ bế về đi. Mình bế về nuôi nó vài hôm xem nó như thế nào. Thử mang về bế về xem là đéo thèm đi nữa cơ. Con gì đã. Sao giữa đây là giữa rừng này có con này là con gì nhỉ? Đợt này lâu lắm mà không gặp con nào như con này nhé. Không có mà gặp ấy. Trong rừng thì làm gì có những con màu nó thuần màu như này. Toàn con nâu do với đen với các thứ. Đâu đi được nhỉ? Nó yếu lắm rồi, nó yếu lắm rồi. Con này kiểu như nó dính lâu quá nó liệt chân ấy. Kiểu chân nó bị co bóp, co thắt. Ui, mà đẹp nhỉ. Với lại nó cũng không có gì ăn nữa. Con này đẹp thật ấy. Con này bây giờ nếu mà nó tự đi được thì mình thả nó đi. Mà nó yếu quá thì khả năng mình phải mang về chăm sóc sư phụ. Mang về chăm sóc á? Liệu mang về nhà mình nó có chịu ở nhà mình không? Mình còn mang về, còn mang hơn về. Là giờ thả mình giờ thả đi nó lại không kiếm được ăn thì nó chết mất thì khổ thân nó. Đúng rồi. Giờ mẹ sợ đang ôm nó cắn bỏ mẹ. Tí cho tối. Con này hay là nó đột biến gen nhỉ? Có cái màu lông nó độc lạ vậy. Mẹ mất hết sức kháng cự rồi. Ui, động một phát nằm nó luôn này. Yếu lắm rồi. Thả ra không thèm đi. Ui, con này lông đẹp nhỉ. Con này bán lắm tiền lắm ấy nhỉ. Lắm tiền đấy. Ai dám bán. Nhưng mà nó đẹp này mà nhỉ. Ôi mẹ nhìn cái móng của nó này. Móng sắc chưa? Ui, móng nó dài đoàn nhỉ. Dài đoàn luôn. Con này hay là nó đào lỗ sinh sống nhỉ. Con này giống cáo sống này thì lỗ. Nó phải sống theo đàn chứ. Đúng làm đúng gì cáo có con nào đi một. Nhưng mà đây là nó thế dính bẫy. Con này nó dính bẫy thì bọn kia thì nó phải đi chứ. Giống cáo thì thường thường nó sống theo bầy đàn mà. Con này em nghĩ chắc không phải cáo đâu. Cáo nó phải gì. Hay cứ mang về. Thôi cứ về tìm hiểu sau vậy. Đi bế nó về đi. Đúng rồi. Ui, nó dậy này. Nó dậy đấy. Nhiều ong lắm nhá. Trong rừng này, giếc này, đợt này đang là cái mùa ong. Nó làm tổ nguy hiểm lắm. Đốt thôi. Đẹp mã man. Sưng hết đầu. Mọi người nhìn này. Đấy. Cái đường đi rất là trông gai luôn. Con này. Ui. Cẩn thận sư phụ. Con này là con gì ấy. Liệu nó có phải là dòng cáo? Trông giống lắm. Giống lắm. Mình nên tìm hiểu lại. Này. Chắc là hoàng nhà cáo. Bây giờ chân nó lìa mẹ ra này em ạ. Chân nó lìa đấy. Nó được dính bẫy lâu rồi. Khả năng là nó bị liệt rồi. Chân nó cứ thẳng đuột rồi. Khả năng nó bị liệt chân đấy. Đi ngoài ra đi. Để xem đi.
Đường rất là khó đi mọi người. Toàn những cây le là xía rất là đau. Ui, nó cắn. Cẩn thận đấy. Con này nó mà đớp là nguy hiểm lắm. Ui, nó cắn à? Cẩn thận nó cắn đấy. Nó cắn. Đừng cắn sư phụ mình. Ui, trắng tuyết nhìn đẹp nhỉ. Đầy hang đá rồi. Ít độc, ít độc, nó xía. Ít độc độc. Cây nó xía mọi người. Cái này nó vỡ ở trong hang đá là có ổ của nó đấy. Mọi người ạ, thì thầy trò mình hôm nay đi rừng như mọi ngày ấy, thì gặp một cái con này rất là lạ. Không biết là mọi người đã xem và đã có ai biết được cái con gì chưa. Còn bây giờ thầy trò mình sẽ về nhà. Con này nó cũng rất là yếu, nó dính bẫy của mọi người, nó lìa chân rồi. Thầy trò mình về nhà chăm sóc cho nó và sẽ tìm hiểu thêm đó là con gì mọi người nhá. Thì mọi người nếu ai quan tâm thì sẽ đón xem cái clip tiếp theo của thầy trò mình, thì sẽ giải thích và giải mã xem nó là cái loài gì mọi người nhá. Rồi, tạm biệt mọi người. Chào mọi người nhá. Chào mọi người nhá.